họp các cái bộ trưởng tài chính đó của cái nhóm G20 giữa cái lúc mà nó còn cái căng thẳng với cuộc chiến. Thì chúng ta nhớ là đang họp tại Bali của nước chủ nhà là Indonesia để cố gắng tìm được cái điểm chung trong khi đang bị căng thẳng cuộc chiến Ukraine giữa cái bối cảnh là áp lực kinh tế đang gia tăng do cuộc lạm phát phi mã. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đã bao trùm các cuộc họp trước đó của khối 20 các nền kinh tế lớn, bao gồm cả cuộc họp giữa các ngoại trưởng G20 tuần trước. Tổng thống Indonesia là Widodo đã nói với các đại diện của Ngân hàng Thế giới trong một cuộc họp ở Jakarta rằng ông hy vọng các thành viên G20 có thể đưa ra một thông cáo chung sau khi kết thúc cuộc họp vào ngày 16 tháng 7. Trong G20 thì bao gồm các nước phương Tây đã áp đặt các chế tài lên Nga và cáo buộc nước này về tội ác chiến tranh ở Ukraine, điều mà Nga lúc nào cũng phủ nhận. Ngoài ra thì nhóm G20 còn có các nước như là Trung Cộng, Ấn Độ, Nam Phi vốn im tiếng trong cái phản ứng, có nghĩa là những nước này là những nước mà không lên tiếng kết án Nga là vì họ có làm ăn với nhau, có những cái quyền lợi với nhau. Các quan chức Đức và Pháp đã bày tỏ hoài nghi về việc có thể đạt được một điểm chung do vấn đề căng thẳng Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là Janet Yellen ngày 14 tháng 7 đã nói cuộc chiến đang gây tác động tiêu cực trên toàn cầu và các quan chức Nga không có chỗ tại cuộc họp này. Tuy nhiên, bà Yellen cũng không trả lời câu hỏi là liệu bà có bỏ phòng họp khi các quan chức Nga phát biểu hay không. Nhưng bà cho biết bà sẽ lên án cuộc xâm lược bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Bộ trưởng Tài chính Ukraine cũng dự kiến phát biểu trực tuyến tại một cuộc họp. Indonesia cho biết như vậy, Bộ trưởng Tài chính Nga là Silunov cũng phát biểu trực tuyến. Cấp phó của ông đã đến Bali. Ngoại trưởng Nga là Lavrov đã bước ra khỏi một cuộc họp của những đồng cấp ở Bali hồi tuần trước sau khi những gì mà ông cho là những chỉ trích điên cuồng đối với Nga tại một diễn đàn mà ông cho rằng lẽ ra phải tập trung vào các vấn đề kinh tế. Indonesia muốn là họ đưa các hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực đang rình rập sẽ có ảnh hưởng lớn đến các nước nghèo. Bà Yellen nói trong một trong những mục tiêu chính của bà là thúc đẩy các chủ nợ của G20, bao gồm Trung Cộng, Trung quyết giảm nợ cho các quốc gia đang gặp khó khăn vào lúc này. Thưa quý vị.